Hi guys, welcome to lời.hay.com And now lesson today, we will review Unit 3, Friends Cô xin chào các em, chào mừng các em đến với lời dạy hay com Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau ôn tập lại Unit 3 với chủ đề về những người bạn Phần ôn tập ngày hôm nay sẽ là phần Grammar, phần ngữ pháp Circle the correct words Chúng ta sẽ khoanh chọn từ đúng For example, ở câu đầu tiên là câu ví dụ What There's or is she wearing? Chúng ta có mẫu câu hỏi. Một người nào đó đang mặc gì? Sẽ là what đi với động từ to be, đi với chủ ngữ và động từ thêm in. Ở đây chúng ta có chủ ngữ là she ở ngôi ba số x. Chúng ta sẽ sử dụng động từ to be là is. What is she wearing? Cô ấy đang mặc gì? Câu thứ hai. Hey Frank, what are you do or doing on Saturday afternoon. Để hỏi về dự định ở tương lai gần, chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn. Công thức của thì hiện tại tiếp diễn sẽ là What are you doing on Saturday afternoon? Này Frank, bạn định làm gì vào chiều thứ bảy? Câu số 3 What's Hermione hỏi một người nào đó là người như thế nào chúng ta có mẫu câu what's Hermione like Hermione là người như thế nào câu số 4 tương tự như câu số 1 chúng ta sẽ sử dụng động từ to be is cho chủ ngữ là she ở ngôi ba số ít is she wearing glasses cô ấy có đang đeo kính không câu số 5 I'm um, not or don't having a party this Saturday is next week. Công thức câu phủ định của thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả dự định tương lai gần sẽ là I cộng với động từ to be, am, not, I'm not having a party this Saturday is next week. Tôi sẽ không có tổ, tôi sẽ không tổ chức buổi tiệc vào thứ bảy tuần này mà là tuần sau. Câu số 6. Để hỏi một người nào đó làm gì, chúng ta sẽ sử dụng động từ trợ động từ does What does Spider-Man do? Người nhện làm gì? Câu cuối cùng. Chúng ta vẫn sẽ sử dụng công thức thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả về dự định ở tương lai gần. Công thức, câu nghi vấn của thì hiện tại tiếp diễn. Chúng ta sẽ đưa động từ to be is cộng với chủ ngữ cộng với động từ thêm in heaven. Is she's having a barbecue tonight? Cô ấy có tổ chức tiệc nướng vào tối nay không? Và tập ngữ pháp của chúng ta đến đây là hết rồi. Thanks a lot for your watching. Have a nice day. Cảm ơn các em đã theo dõi. Chúc các em có ngày học tập thật hiệu quả với lời dạy 2.com. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các bài giảng tiếp theo nhé.